Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là chiếc màn hình của HTC U11 đang chờ thay mới tại di động có cấp chấm Đây là các màn hình của máy này Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình, màn hình cảm ứng của HTC U11 lỗi hỏng Cần một địa chỉ thay mới màn hình, màn hình cảm ứng cho điện thoại HTC U11 Quý các bạn vui lòng liên hệ 096 bốn Hiện tại di động có cấp vn có tất cả linh kiện trên HTC U11 nói chung Và phần màn hình, màn hình cảm ứng của HTC U11 nói riêng thay mới quý các bạn khi cần Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình, sửa lỗi hỏng màn hình cho HTC U11 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. À, những khách hàng ở xa cần được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình, màn hình cảm ứng cho HTC U11. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 123 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý các bạn. Xin cảm ơn vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp vn Để chỉ cung cấp linh phụ kiện của HTC U11, Để chỉ cung cấp màn hình thay mới màn hình cho HTC U11 tháng đầu hiện nay. Xin cảm ơn vị và bạn.